Sau khi cho ra mắt chiếc Redmi Note 9S thì mới đây Xiaomi đã tiếp tục cho ra mắt thế hệ Redmi Note 9 và Redmi Note 9 Pro. Vậy thì trong 90 giây công nghệ ngày hôm nay mình sẽ gửi đến cho các bạn thông tin về chiếc Redmi Note 9 Pro xem là cái máy này có cái gì nhé. Về thiết kế mặt lưng, máy sẽ được làm bằng kính và cụm camera hình vuông sẽ được đặt chính giữa máy. Cảm biến vân tay sẽ được đặt ở bên cạnh hông tương tự như Redmi Note 9S. Màn hình của máy sẽ có độ phân giải là Full HD Plus với kích thước là 6,67 inch. Camera selfie sẽ được đặt chính giữa máy thay vì lệch sang một bên như phiên bản tiêu chuẩn trước đây. Hiệu năng của máy cũng sẽ là một điểm mạnh khi máy được trang bị con chip Snapdragon 720G. RAM của máy sẽ là 6GB cùng dung lượng bộ nhớ trong sẽ được tùy chọn là 64 hoặc là 128GB. Máy sẽ có 4 camera sau với camera chính có độ phân giải là 64MP, một camera góc siêu rộng độ phân giải là 8MP, một camera tele 5MP và một camera hỗ trợ đo chiều sâu 2MP nữa. Máy sẽ có dung lượng pin là 5020mAh với hỗ trợ công suất sạc nhanh lên đến là 30W. Vậy thì với những thông số nêu trên thì chiếc máy này sẽ có những gì nổi bật? Điểm nổi bật đầu tiên đó chính là khả năng xử lý tốt nhờ con chip Snapdragon 720G mạnh mẽ. Đồng thời, dung lượng RAM cũng siêu lớn lên đến 6GB. Màn hình của máy cũng là một điểm nổi bật khi có kích thước lên đến 6,67 inch cho một trải nghiệm tuyệt vời cũng như là xem phim chơi game. Dung lượng pin trên máy cũng vô cùng ấn tượng, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh lên đến 30W cho thời gian sử dụng liên tiếp siêu dài mà không cần bị ngắt quãng. Và đó là những thông tin về chiếc máy Redmi Note 9 Pro. Hiện tại thì chiếc máy này đang được cho pre-order tại hệ thống chuỗi cửa hàng Stephones. Và nếu các bạn cảm thấy thích chiếc máy này thì hãy đừng quên nhanh tay nhấn vào đường link phía bên dưới description mà tụi mình để sẵn. Hiện tại thì Stephones đang có rất nhiều phần quà tặng kèm theo cho các bạn. Đó, rồi, và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì hãy đừng quên để lại một like cũng như một share để hỗ trợ điện thoại của TV tụi mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.